Xin chào tất cả mọi người. Cầu Châu Đốc thì Hợp Long làm lễ Hợp Long chiều ngày mùng 8 tháng 12 năm 2023, thì cho tới nay là chiều ngày 11 à xin lỗi chiều ngày 19 tháng 12 năm 2023, có nghĩa là tính theo giờ thời gian thực đã là 11 ngày. Vậy thì xin mời mọi người hãy quay trở lại với cầu Châu Đốc để xem cái tiến độ xây dựng cầu như thế nào rồi. Trước tiên là theo quan sát của mình thì cái đốt Hợp Long đã được rời cái xe đúc đi rồi, có nghĩa là bê tông ở cái đốt Hợp Long đã đủ khô, đủ cứng và không cần phải đỡ bằng cái xe đúc nữa. Và một cái điều thứ hai mình nhận thấy, tức là ngay trên nút Hợp Long này đã được gắn các cái tấm bê tông thành cầu, hay còn gọi là các cái tấm váy cầu, tức là đã được nàng đã được mặc váy. Đây là cận cảnh một chiếc xe cuốc và hai công nhân cũng như người điều khiển, ba người đang tiến hành lắp ráp những cái miếng váy vào thành cầu. Thì thực ra cái việc lắp những cái miếng váy vào thành cầu là cái xe cẩu, xe cuốc này sẽ nâng những cái tấm bê tông gọi là váy đấy, có chiều dài khoảng 2 mét hoặc 2 mét rưỡi, và ở trên đó đã được đúc cùng với những cái chiếc dâu thép. Thì những cái tấm này được gắn sát vô với thành cầu, căn chỉnh và hàn các cái dâu thép với các cái dâu thép của thành cầu. Như mọi người đã biết thì cái phần thô của cái cầu Châu Đốc này thì đã được hoàn thiện và cái tiến độ thì đã được khoảng 70-80% rồi. Bây giờ là tiến hành để làm đẹp cho cây cầu, tức là những phần tinh chỉnh thẩm mỹ, và cái việc mà gắn những cái tấm váy hay là mặc váy cho nàng cũng là một trong những công đoạn để mà làm đẹp. Thì sau khi những cái tấm váy này được gắn lên thì sẽ đúc một cái lớp bê tông nữa sát luôn những cái tấm váy này để mà gắn cái trụ lan can, và sau đó thì gắn lan can. Lan can thì theo như mình dự đoán thì nó cũng đâu đó vào khoảng 1 thước 2 cho tới 1 thước 4, là những cái ống tiếp sắt hoặc là inox. Ở đây thì như cái đốt cuối này, đốt cuối của đúc hẳn này sát với cái đốt mà đúc sẵn thì vẫn còn đang được kê những cái dàn giáo chưa được tháo dỡ, và vì nó ở dưới dạ cầu cho nên là cũng không phải vội vàng gì, tại vì nó không ảnh hưởng gì tới cái việc chiếm mặt bằng thi công, cho nên người ta vẫn cứ để nguyên, khi nào mà cần thiết thì sẽ tháo ra. Ở trên mặt cầu thì cũng có rất nhiều những cái tấm bê tông, gọi là những cái váy, tấm váy, rồi thì các cái chai gió, máy hàn, tủ đồ nghề, và hồi nãy thì mình còn nhìn thấy luôn cả một cái nhà bạt, giống như một cái túp lều đấy để che nắng mưa cho xe máy của anh em công nhân, rồi cũng làm những cái chỗ mà nghỉ giải lao, trà nước. Thì mình đang bay ở cái độ cao rất thấp cho nên mình phải quay sang ngang để xem là nó có vướng cái gì không. Thì đây có một cái cây cầu à, ở cái đoạn này những cái nhịp trên bờ đó, những cái nhịp mà bê tông đúc sẵn thì cũng đã được gắn những cái tấm váy rồi.
Đây là cái sân của Ngũ Vị Thủy thì có rất nhiều những cây, theo mình đoán thì là những cây sao, bởi vì cái thân của nó rất là thẳng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lui sang phía ngoài chân cầu này, ngay ở cái vị trí ngã tư đây, ngã tư giữa đằng sau, đằng phía bên tay trái của Miếu Vị Thủy đấy, thì là một cái ngã tư, và cái ngã tư này thì là giao giữa đường Châu Long và chân cầu. Thì không biết là sau này cái phương án giao thông ở chỗ này sẽ như thế nào. Thì theo mình đoán thì một là có thể là dùng ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hai là có thể là sử dụng một cái bùng binh. Nếu sử dụng bùng binh thì nó mật độ giao thông mà ít đấy, thì giao thông nó sẽ lưu thông tốt hơn. Còn đèn xanh đèn đỏ thì sẽ có một thời gian để chờ đợi cho các hướng. Như vậy thì ở đây là đã được trải đá này, lu lèn đấy. Sau này thì có khả năng là sẽ trải bê tông nhựa một lớp nữa. Ở trên cái phần đường này thì có một số cái đống có lẽ là đá mi. Như vậy thì cái ta luy của cái đường dẫn cũng chưa hoàn thiện. Đây có một cái tấm bảng an toàn lao động, an toàn là trên hết. Như vậy là ta luy vẫn chưa hoàn thiện, có thể là phải chờ cho nó lún. Như vậy là phía bên các cái nhịp mà bên châu đốc này thì đã được gắn những cái tấm váy là tương đối hoàn chỉnh rồi. Không biết là bên phía bờ Tân Châu như thế nào. Ở phía dưới là một chiếc xe cầu. Đây. Anh em công nhân ở đây cũng đang rất là khẩn trương để thi công. Đấy là một tấm bạt được che để làm chỗ che nắng che mưa cho những cái xe máy, rồi những cái chỗ mà là cái nơi để cho anh em công nhân nghỉ giải lao, trà nước. Bây giờ thì xin mời mọi người hãy ngắm cận cảnh chiếc cần cầu tháp, chiếc cần cầu mà đã gắn bó với cây cầu này từ khi mà khởi công và sẽ gắn bó với cây cầu này cho tới lúc mà nó được đưa vào khai thác sử dụng, tức là tới khi mà khai trương. Rất là hoành tá tràng. Không biết là nên gọi nó là cầu dàn hay là cầu tháp. Cái chiều dài của cái dàn, cái cần ngang này thì theo mình đoán nó cũng phải khoảng 30 mét. Còn cái chiều đứng của cây cầu tháp này từ dưới mặt nước lên trên tới đỉnh thì cũng cỡ đâu đó vào khoảng 25 mét. Rất nhiều cái cabin điều khiển. Đây là một cái thiết bị vô cùng quan trọng trong cái việc mà trong cái quá trình mà xây dựng thi công các cái công trình, đặc biệt là những công trình lớn có những cái cấu kiện mà gọi là siêu trường siêu trọng. Ở phần đuôi là một cái cabin cũng rất là lớn, ở trên đó có khả năng là có những cả máy phát điện nữa. Còn bây giờ thì xin mời mọi người hãy tham quan cái phía đường dẫn lên cầu phía Châu Phong, tức là thị xã Tân Châu đó.
Ở phía bên này thì theo như mình nhận thấy thì cũng đã lưu làm cái đường dẫn lên cầu. Hai bên thành đường thì đã cơi lên để mà lưu làn gia tải. Cái vị trí ngã tư này thì cũng giống như ở bên kia, nhưng mà có thể là nó hơi gần chân cầu, cho nên là cái phương án là sẽ rời xa, tức là không cắt ngang ngay chỗ đó nữa mà đi vòng tới chỗ này, cái vị trí này. Vị trí này thì có thể là một là đèn xanh đèn đỏ, hai là bùng binh. Đấy. Thế là thì mình sẽ quay trở lại. Đây, ngắm nhìn lại cái vị trí cái đường dẫn lên cầu chỗ cái khu vực ta luy này. Khu vực ta luy này thì cũng chưa hoàn thiện. Nhưng mà trên mặt đường đó thì cũng đã được lưu làm gia tải. Đụt cầu này thì mình cũng nhìn thấy rất rõ, đúng là rất rõ những cái vệt ngăn cách giữa các cái dầm cầu, tức là có cái 6 cái dầm cầu dọc đấy, dầm dọc xếp cạnh nhau, và mình nghĩ là sau này sẽ đổ thêm một lớp bê tông nữa ở trên cái mặt cầu này, được với tới bê tông nhựa. Bây giờ thì mình trước khi nói lời chào tạm biệt mọi người và kết thúc video, xin mời mọi người hãy thưởng thức âm nhạc và ngắm nhìn lại cây cầu một lần nữa. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Thank you. Bye bye.